Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Công an và Nhân dân. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 83. Toàn văn của tác phẩm như sau. Nhiệm vụ của công an là bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ những kẻ gian tế. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân. Như vậy, nhân dân sẽ ra sức giúp công an làm tròn nhiệm vụ. Vài thí dụ. Vừa rồi, ở Thượng Hải, một thành phố có gần 8 triệu dân. Một đêm thanh vắng, ở một đường phố hiu quạnh, có một chàng mài râu chải chuốt, áo quần bảnh bao, mang rất nhiều đồ đạc, thuê một chiếc xe hơi chở đi. Người lái xe nghĩ thầm, đêm khuya thế này, đồ nhiều thế kia, rất đáng để ý. Thế rồi anh lái thẳng xe đến đồn công an. Sau khi điều tra, thì người khách đi xe thú nhận y là kẻ trộm. Ở thủ đô Hà Nội ta, một chàng tuổi trẻ thuê một xe xích lô chở một chiếc xe đạp mới tinh. Đồng chí xích lô thầm nghĩ, kỳ quái, chàng này có xe đạp mới, vì sao lại đi xích lô? Cũng như những công nhân Thượng Hải, người công nhân Hà Nội chở cả khách lẫn xe đạp đến một đồn công an. Xét ra thì người khách kia vừa mới xoáy chiếc xe đạp của người khác, nhưng vì xe đạp có khóa, anh chàng dông đi không được, phải thuê xích lô. Hai việc trên đây tỏ rằng, khi nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ công dân của mình, khi công an được nhân dân giúp sức, thì lũ gian tế không thể nào lọt lưới và trị an trật tự sẽ được hoàn toàn. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số 533 ngày 18 tháng 8 năm 1955. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.